ប្រធានបទខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាពាក្យអគុណសន្តិភាពតើអគុណសន្តិភាពសន្តិភាពរបស់ភ្នំពេញនឹងវាឈរលើផលប្រយោជន៍ជាតិដែរឬទេបាទហើយខ្ញុំក៏មានវីដេអូមួយដើម្បីយើងចាក់បានតិចហើយខ្ញុំហើយក៏និយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងដើមតិចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្មែរក្រហមរឿងអីសបែបយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវតើមានអ្នកបន្ថែមទេឬក៏ចង់ស្ដាប់វីដេអូថែមបន្តទៀត Dương trên nhà bị o côn son thập hiệp đang dương về trôi nhưng bàn tay dương trong đang à kịp sai thằng mấy đang kia dễ tham mấy tiết trong đập tạnh mà Ok, và anh ấy kia bật về phía bỏ VOD đấy cứ kia lo đi bật và Ok những cái riêng rõ kia được son thập hiệp Bật tôi chịu bạp nà Son thập hiệp đại Campuchia công phương tầm miên đôi sập ngay ní Tùm nông chứ son thập hiệp bằng mên xâm rạp cực khí nụ tì Tùy tử vinh, son thập hiệp đại công phương tầm miên ní Chỉ cả bầm ra ai xâm rạp tay một nút mấy cớm Nâng mân chung phương mà nước tu tờ nụ lời O con son thập hiệp Rư chong xâm đạo đó son thập hiệp ní Đại bàn khai chế biệt sạc đại miên bà chìa bà dập hiệp Nông trong nông cả nạng bạc bà chìa chôn Campuchia Kê sân kết khuyên thả Miên ca bà bà sư cực trọ lọ họ ní Rồi bì cả nạng bạc chung tốt đó thống Cứ cả nạng bạc sân cổ chiệt Trời bàn cả nạng bạc bà chìa chôn Campuchia Bà vị thi công tích bì chạy nơi dỗ bái Đòi chục cháy nước nông chân em bì bọn đọc rằm bì Cao nông sân tốt nơi ca quam trô cả nạng bạc bà chăng Bàn ngược làng bồm khní Trong ai miên ca bà đồ cả đực nóm Tạm bài bà chìa thơ bà tay vinh mà đồng Công lăng ruông khní nì hời Tùm nông ai chìa sánh nha nơi ca cùng riêng cùng hánh Đó là ca căn âm nay rồi bà cả nạng bạc bà chìa chôn Campuchia Tớp lực hôn sèn Chia dìm rô cụp một chỗ bái nâng có lọ bách Thừa dân nà xâm lạp chi vứt nơi dô bái bạc bạc trang lại bán Tớp ách bắn to căn âm nay từ một tiệt cả Đói lô khôn sàn tư tư bán chục chây khăn nông chùm hiền tì mũi Hai chơi ca cùng riêng đòi nẹ còm trô phóng Á đất nơi dô rốt bần trầy rụp nì Bán bà bạc xa o khôn sàn thịp hiệp liềm Khăn nông này ní Tùm nông chìa bà thiên căn âm nay rụp nì dô khơi thả Bà mần dô bịa sàn thịp hiệp mọc bần lại tế Bà hai chìa mần ách chong chất nẹ còm trô ôi miên phẹc đầy phiếp Trong phố căn bạc bạc trên Campuchia bán tỷ Mùi bình tiết Sa ní ách là khôn sén Bạn đừng chỉ muốn hỏi thả Miền tay bà vị thị bạc nị tế Tớp ách tục tôi sẵn tục nị ca trong phạc bạc đồ bàn Hai có chứ ca râm lực oi xa thiên nạ chốn Trở đăng côn căn bạc trên Campuchia thả Sơn thịp hiếp Đại miên nơi trong phố mục ní Cứ bàn mộc bị ca lê hấp bóng rồi bọc bạc căn âm nách Đã là phía kì mà khang tiết chặt tục thả Chỉ ca chui trông trên để khai khai trên phía rộ bọc Campuchia bọc chia thập bà tay Rào phía đồng lý ông ca chặt tăng rộ bọc nạ bạc bạc trăng bàn chục cháy Nơi chân em phía bọn đọc rộng phía hơi Lúc hôn xe đại bạc chạy bọn chia bọc thiên bọc sập hìa Bạn đã chạy nộp hàn ca bọn tốp tiết Cứ tam cùng tích cùng ông ca xa mạc cúm, xa hạ chíp Sẽ cảm ơn chân nơi dô bài bạc chồng tốt Dù bởi chân ca phía bà rí thán Nâng sẽ thả bàn xa rộ bọc đồng miên Vậy được trong trong lực môn dây trong ngoài bóng môn dô thà Viết xong là phía phụ viên nâng việc đau từ lời ca Để cái nạn bạc viên nâng đầm bây xoay xong Đầm bây đua rồi lùm khám ai có hôm bàn Thà xong là phía đời xa khôn xa đời xa cái nạn bạc viên chân tấn Chân bàn dương này dây thà nâng nông video này kì bàn mà chạy thà Xong là phía bất và có rồi bọc khám ai Nhưng cứ chân năm một bọn rồi cao mũi Mà phải bây tổ là cao mũi rồi xa Sự thích ở nhà thì không phải thế đại diện mà dùng tựa mà xong thì bất Hồi xong thì bất nâng mình mến sọc sọc tới hôn xe nâng mà cho cha cái đôi ở vậy để hôn xe bọc ra ra kê ta Hôn xe nâng cắt một chút xe nó đồng bây cho cha rô xong thì bất rồi phải bày tổ lá mình mến tỷ Cứ mơ đôi xa sừng kìm thật chạy rồi viên Mình hơi nâng rô xì nâng việc trâu ban mà chọc để xa rô xì chanh sừng kìm thật chạy xa rô đồng bây tâu Có việc ôn miên chùm nuôi ấy chui là dùn thiết dùn việc ôn miên cầm lăng mà ai tốc tôn chùm nuôi khmai Tôi thấy cái kỳ đề tâm tôi đang đầm bây bật chăng đầy dùn mà Bạn chỉ dùn việc bài hôn xe nâng đầm bây cho cha rồi xong đập hiếp Hồi nâu không tầm nạ cao để dương trong bàn xong đập hiếp hông Dương có cho cha tam ổn ra chiếc trong bàn Nhưng tự tôi đầm bây rung rung hiếp bật chìa rô thả báo Chẳng rõ mũi dương chẳng hát bàn dương đã hào thả rô thả báo Chìa rìa nà chạ tì phí và chia thập tay xa rây bộ bộ hút bạc một chân đấy Bên đòi xa tè phụ ả rà bò khâu khâu vì rằng hào nâng người tầm bì Phlon tức đích mai chùi dù nâng hát bàn vì bòm phán vì chìa thục tài dọc vì phlon ẩm nát Vì cực khôn là hôm nọ sắp ngày nâng 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 tầm lì ở vầy được chung Chồng bạch chạy chồng này dây bạc bòm phôn nâng ở chùi lại nâng cầm ơ Chưa bị ả ô côn xa nập hiếp rà bò rà bò phân bình nâng Cứ chìa ô côn xa nập hiếp bọc bạc đây bà Nâng hãy bọc hiếm trong bà thay mà chẳng Ất miên là tập hiệp khăn ông ca chui cho trông rộ bọp rọt Campuchia Đã đặc mong là hôn xa nâng phê để cầm lăng cho là to xu miên sinh tục lăng nâng Mù là hai mùi tiết đầy dùn mình ai chui ba nâng mẹ này xa thì dùn chọc rây rõ tầm một tí Cứ dùn chọc on tạc on kẻ ra tôn là cầm bị on trả chiết Và cứ dùn cầm bông tạ rôn tôn là cầm bị on trả chiết Đã cao tốt đầy dùn
ចូលលុកលុយឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលយួនដកប៉ុលពតចេញពីអំណាចហើយតែងតាំងក្រុមហ៊ុនសែនក្រុមហេងសំរិននឹងគឺឡើងមកដឹកនាំជំនួសប៉ុលពតវាមិនមែនជាការរំដោះរបស់ប៉ុលពតទេសូមបងប្អូនកុំមានការយល់ច្រឡំអីសោះបាទយួនត្រូវតែធ្វើត្រូវតែប្រែខ្លាយកម្មវិធីនឹងទៅជាឆាកល្ខោនថ្មីមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំសម្ដែងឆាកល្ខោនថ្កែរោងល្ខោនគឺនៅតែជាយួនដដែលបាទវាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងមូលហេតុដែលយ
ហើយសន្តិភាពនឹងមិនមានកិច្ចសម្ងាត់វាមានចារកម្មរបស់វាច្រើននៅក្នុងជួបផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរតទៅអនាគតដែរបាទបញ្ហានេះដែរប៉ុលពតលួចពឹងពាក់ចិនដោយសម្ងាត់ហើយផ្ដល់អាវុធឲ្យមានបំណងចង់កម្ចាត់យួនចេញពីផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែផែនការនឹងត្រូវបានបរាជ័យដោយសារតែយួនវាមាន មានកិញសម្ងាត់វាមានចារកម្មរបស់វាច្រើននៅក្នុងជួបផ្ទៃក្នុងខ្មែរក្រហមហើយយើងបងប្អូនចាំនេះសូម្បីតែគិតឈុនក៏ការនឹងក៏ជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ខ្មែរក្រហមដែរទេនេះទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ប៉ុលពតណាបាទគិតឈុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មណាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មណាបាទដែលគឺជាទីប្រឹក្សារបស់ប៉ុលពតបាទហើយដូច្នេះហើយបានជាប៉ុលពតបរាជ័យក្នុងការផែនការទប់ទល់ជាមួយយួន ចង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាវាគ្មានបំណងមករំលោភខ្មែរឲ្យរស់ឲ្យរួចផុតពីការកាត់សម្លាប់ទេផ្ទុយទៅវិញគឺវារកផែនការដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរបាទពេលដែលបញ្ចប់របបប៉ុលពតទៅគឺគេបានបង្កើតផែនការកោប្រាំដែលលោកប៉ែនសវណ្ណហើយនិងលោកច័ន្ទស៊ីនឹងគាត់បដិសេធមិនទទួលយកផែនការកោប្រាំរបស់យួនទេពីព្រោះយុទ្ធជនកោប្រាំនឹងយកទៅនឹងគឺ អត់មានកាន់កភ្លើងអត់មានអីទេគឺយកទៅកាប់ឆ្កាព្រៃប្រើតែផ្គាក់ប្រើតែកបិតដើម្បីកាប់ឆ្កាព្រៃហើយគ្រុនចាញ់គ្រុនអីស្លាប់បើមិនស្លាប់ដោយសារជន់មានទេគឺស្លាប់ដោយសារតែត្រូវជំងឺគ្រុនចាញ់បាទហើយមួយទៀតគឺទាហានយួនគឺវាមានកភ្លើងភ្ជុងបើសិនជាបជាឲ្យចូលទៅកាប់ព្រៃនឹងហើយ គឺចូលទៅត្រូវទៅកាប់បើអ្នកណាដើរចេញគឺវាបាញ់ចោលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងពីព្រោះមានអ្នកដែលគាត់នៅរស់ពីផែនការកោប្រាំហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់នៅអាមេរិកបាទគាត់មានហាងម្ហូបអាស៊ីនៅរដ្ឋនៅភាគជា២ម៉ោងទៅ Houston បាទគឺវាជុំកម្លាំងបាទគឺដាក់ថាទៅអញ្ចឹងមានទៅស្លាប់បើសិនជាមិនទៅកាប់ព្រៃទេដើរចេញពីកន្លែងដែលវាជាទៅវានឹងបាញ់ចោលហើយបើសិនជាចូលទៅមានតែប្រថុយបាទបើត្រូវជន់មានតែជន់បើត្រូវគ្រុនចាញ់ស្លាប់ក៏គ្រុនចាញ់ស្លាប់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាគឺត្រូវតែផ្សងធ្វើតាមវាផែនការកោប្រាំនឹងបាទអញ្ចឹងផែនការកោប្រាំនេះគឺជាផែនការបន្តសម្រាប់រងគៀលខ្មែរយើងបន្តទៀតមិនមែនសន្តិភាពទេហើយរឿងសន្តិភាពសន្តិភាពនេ
đại cùng riêng cùng hay sự riêng nơi pe đại bắt sau tranh đại bạ quân bạch nông chăn làm cài sập bay đại tiếp chạm đại ông ca thạp chế chiết rồi bỏ quân sai cứ khôn sai to tại mà đó cứ ban cùng riêng pu bạch tây mai chỉ pi mà ta viết sản lãnh xong thì phiệp trăng na ta viết đại sản lãnh xong thì phiệp trăng na đại viết tranh chăn áo viết pia tháp pu bạch tây mai chỉ pi bằng cài tầm bón áp gốm vô tờ lấy mấy con thua dịp rom đai năng ngay sầm đây à nè sản lãnh xong thì phiệp bỏ quân sập mới bỏ quân trăm ấy ba ba hơi bà sân chia mình nâng sản lãnh xong thì phiệp hai đầu vây cơ mình ao miên cái đẹp bạn này vô bài châu rung bạc cuốt ở bong lại mấy chặn ở xua tu phụ viêm á bà sân chỉ viết sản lãnh xong thì phiệp hai đấy có mình hiện là miên ca châu rung bạc cuốt bao nhiêu năm rồi sợi tâm tình rồi thua hai đấy bà chơi tới cùng riêu cùng hai chắc tham ai chắc sẽ cam mà chôn chắc cái đẹp bạn na đại miên cầm lăng kháng cái đẹp bạn na đại miên bị chia prey na bạc cuốt chỉ mũi nâng rồi bọc hôn sai bán tới chia rồi khi chào chắp cái từ lẽ vô bạc cát tôi cũng họ đặt cái vô cái từ đặt cục ưu tiên hoa chạy đây là rương lục cầm sạc hà vì cháu lục cầm sạc hà các bạn chết bọn ôn ai ta tui vô bàn đi ta còn các bạn chết trăng chẳng nói na còn các bạn chết trăng na nè rồi hôn mà ra bạch bọn nó viên cắt tôi quạt đây là na cao tôi quạt đó tầm một phây bằng bơi năm xưa là ta cầm sạc hà các bạn chết trăng chẳng nói na phó tăng trăng chẳng nói na để ta lục cầm sạc hà các bạn chết mà ta viên sạch lãnh xanh là phía bất bộ quạt thế này viên cháu đọt miền phó tăng ta này na mình chứng chặt nơi bê đẩy ca cháu và căn pra tà la ca cháu kê chàng bằng biên bạch đấy nhá nâng hơi đại chiều mua lại này cả tụ sản kềm
មនុស្សយើងសង្គ្រាមដំបូងកើតឡើងបំផុតគឺសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តបងវិសាចសង្គ្រាមកើតឡើងមុនបំផុតគឺសង្គ្រាមឆាបឆេះនៅក្នុងចិត្តការឈឺចាប់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ទូទាំងប្រទេសនឹងឯងដែលជាភ្លើងសង្គ្រាមដែលនឹងឆាបឆេះនៅពេលណាមួយឬនឹងជាមនុស្សទេដូច្នេះវាគ្មានទេសន្តិភាពអ្នកដែលប្រើពាក្យរុញពាក្យឲ្យស្រឡាញ់សន្តិភាពនឹងគឺមានន័យថាស្រឡាញ់អំណាចហ៊ុនសែនអគុណសន្តិភាពគឺហ៊ុនសែនអគុណអំណាចដែលហ៊ុនសែនមានការពារសន្តិភាពគឺហ៊ុនសែនបងប្រើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងឲ្យប្រឡប់ថាការពារអំណាចឲ្យហ៊ុនសែនអត្តន័យសន្តិភាពនៅក្នុងក្នុងខួរក្បាលរបស់ហ៊ុនសែនគ
ហើយសន្តិភាពមួយចំនួនពីព្រោះបងប្អូនដឹងហើយនៅលើគ្រប់លោកប្រទេសគេដែលមានសន្តិភាពគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីមិនមានការមិនមានអ្នកឈឺចាប់មិនមានជនភៀសខ្លួននយោបាយមិនមានអ្នកលេង Facebook ជាប់គុកត្រឹមតែរិះគន់រឿង ត្រឹមត្រូវជាការពិតតលាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងមួយទៀតបងប្អូនបើសិនជាហ៊ុនសែនស្រឡាញ់សន្តិភាពមែនបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនមែនអាយ៉ងយួនបំរើយួនដាច់ខ្លៃមែនបងប្អូនណាពេលដែលគណៈបកហ្វុនស្បែកដឹកនាំដោយរដ្ឋរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅមួយហេតុអីវាមិនប្រកាច់មកចូលរួមមកធ្វើតាមគេមកដឹកនាំចូលរួមជាមួយគេដើម្បីវាកម្លាស់កម្លាស់ចេញពីយួនដើម្បីវាកម្លាស់វាដកដៃចេញពីយួនពេលហ្នឹងមកហេតុអីបើវាសុកចិ
vì mà đây vì trên là dụ rót mà tray thì pi đòi xa dương anh ấy bị mai dương robot xe nô để dưới tha đòi xa dụ mai dương ta cầm trong ao miên sừng kim trong ao mai cặp sầm lấp kia tiết sốc chất bầm rùm kia ao việt thôi trên là dụ rót tray thì pi nằm bây giờ rùm rùm kia cò sang chia tầng ngọc kia vận tài về dụ lại hạ về là dụ rót mà tray thì pi vì màu đánh rót tray thì mui trên pi bị ẩm nát nhau dân can ẩm nát nhau việc chào kê thà kê rọt ha chốt mấy chân pua đang việc một phần một trăm mấy cả đang con sai việc chào ran đời thà mấy việc thà việc mình đã làm ẩm nát chứ việc thà ran đời thời khâu chấp rọt bà mấy trong một trăm tài lệ được một phần trước trong gặp thà bờ sân chỉ hôn sai năng mình bẩm rau yun mình bên tầm làm ẩm nát đang tập ao yun đấy riêng ai việc sọc chặt lẹ bằng tới bờ vì sài lan mai phần bạc cọt bên bờ vì sài lan tất đây bạc cọt việc chọn ai và tết chiết dương miên là miền sơn là phía bên có đó việt thôi ca cho mỗi kê ra việt mà chăm thời rốt và hai kê thì hồi bỏ cho nó đời sẽ lấy được thò tạm nâng máu việt việt sai bắt thôi bắt anh ấy việt mình nên chơi mà bốn hai bom bốn nên chăm nên là phía đây là cái house ấy robot chăm chăm chân bốn house ấy đây là robot ấy rốt cầm chi ấy rốt cầm chi nó mà bốn đất bật lên này cứ không ca đất nom robot cái chất bốn cái robot xa thiên đã rốt chi mình nhận mà nâng à rập bóp chuột nâng mà bốn à bóp chuột nâng à dừng cơn mưa thả ta hôn sai đằng nón hay ta khăm ai đằng nón à rập bóp nâng rất là chấm người ca yun về đằng nón nó có còn nâng cứ hôn sai mà này dễ co con top yun miền đọc mượn nè nhà mà dòng yun cái lấy nâng cái hôn sai bị chẹt luôn này ba hai luôn này dòng yun lấy nâng á mở sân chỉ miền yun nó bị cái loại miền yun khập khiễng làm nát như thế hôn sai miền sầm nang là đằng nón đó là sập ngay nâng mà anh hai bạn dùng chẳng phải thà nó phê đam mê chấm đi ca yun group và ca group tháp ban nói hot ban việc và ca chả la riêng video và châu là chấm đi ca yun và có nó không chua rồi thảo ba nó tăng tiền lâu lâu đó lâu chẳng bàn thà bom nó không để thà vì ở miền yun nó nên lâu vì yun trong việc đa tầng ở hai nó chua rồi thảo ba sọc hai là hot đó là chấm non là hôn mà này nên cứ à cô yun là một ca nó không làm bấm bài trần buồn bài sập nâng việc thôi cả bên chùa là thả bà đó đôi à xây cấm son đặc biệt ở sau bài viết là con chùa đó sư phụ nó viên men con khmer nè bà sân việc khmer bên rừng ấy đại vì việc đăng non có thể bỏng lại khmer này ấy nhưng mà mong muốn rất rất cần để chấp bạc lại nhưng mà mình chỉ khmer phần có đây bà sân chỉ riêng khmer phần có đây riêng ai này riêng khi sập rọt rồi riêng rung rung thì buổi khi bán riêng chạy khi này ru riêng riêng thôi ai có thể riêng chấp đàn nó này vận tải bà xa việc men khmer nhưng hai mong muốn bán việc bỏng lại thôn thiên thôn chết bỏ riêng sập bài giảng sập ngay đi tức đây là bao nhiêu sập ngay thôn thiết bao nhiêu sập ngay đi bao con cực so ở lý nhà về ông miền này lộ lộ thế này ở lâu về chăm đam lộ ấy lộ bẻ tết về chăm đam lộ cho lộ lộ tất cả bao con tích tiết can can tập về từ điểm miền tây ở lâu về chăm đam bao cả rừng à còn bây giờ rừng xe từ cây chưa lâu bao con này nhà mọi mưa còn bây thì là dương châu là phát hiện một dương này dây của ông con son được tiếp tị nữa đây tại
dừng 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 bằng công tác đã rút cho nhầm trăng xua phi bình mặt vẹp quan tài đằng rụp nâng khi ông khơi nâng nâng miền rụp tùng pi cứ tùng rộp bọ bà cha dễ lẹ rộp bọ phép rõm rì chủ vẹng bà đại phụ nâng dơm bà pra cháu đang tha ta ca bọc ca rộp bọ sở mà cùng nâng vì miền chọc sai sở lại chứ mùi vẹng chứ mùi sạch ấy gây ra cho chẳng nà dạy gương dơ tùng bò khiêu cầm mạ bà cha dễ lẹ rộp bọ rì chủ vẹng bà tùng nâng ấy bà mùi tiết tung robot sát na, ta miền bắc sông, nước nông, nước miền bắc sông, ba con bay miền bắc sông, rót taxi đây đây, đấy, gió tung robot sát na, gió mà đặt nông, mà đặt cho thằng hai chỉ mui thằng cầm bụi đi, bà, đang cứ khi ông trang su thằng anh kia bằng phone miền chậm lắm, trang trở lại như thế bà, ta bẹp qua đầu vây chỉ mui thằng sát na, bẹp qua chỉ mui ở vây chỉ mui thằng bắc sông, ta nông sao mà cùng nước miền bắc sông rót taxi, miền bắc sông rót con bay đây đây, mà cùng bụi biển nè, bà, hơi tranh màu quan tro xưa đã quan tro nước ta ban bây giờ ấy bà cụ nó là kia mà tận đại năng bài giờ từ hơi tranh nhau và cả quan tro biết ta phụ nó bật bật cát chưa chiên nè rất căng bên rất taxi nó bật bật men còn men anh nó nghe là chiều quay để dừng cho thực lấy bật cát nó ao cái sâu tam tới miền nào mê cho môi tư cái căn micro sai tới ai chẳng tới quả vô ở lô nơi bị cào nó cứ sai vô tam kia nó đuổi quả lô chẳng mà chuyện gì từ cứ ắt khóc như thế นั่นไงบ่นั่นคือจะจงวาลในខ្ញុំឆ្ងល់រឿងតុងពីនឹងឯងបាទគឺតុងសាសនាហើយនឹងតុងរបស់រាជវង្សនឹងឬមួយក៏ក្នុងនឹងមានសិហមនីឆ្លៀតឱកាសម្ដងម្កាលរួចបើកតាក់ស៊ីអីគេដែរឬក៏មិនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំវាឆ្ងល់ចេះបងប្អូនឥឡូវសួរបងប្អូនយើងមើលក្នុងនេះចិត្ត 300 ចង់បានត្រឹមតែរត់កង់3នឹងទេបងប្អូនឬក៏ចង់ឲ្យវារីចម្រើននៃតំបងនឹងទៀតឬក៏ចង់រត់កង់3នឹងតកូនតចៅទៅមុខទៀតឲ្យគេដឹកនាំតទៀតមើលបានស្បត់សន្យាថាវានឹងគ្រប់គ្រងគេរហូតទៀតណាដល់ពេលនេះស្ដាប់ឲ្យអស់គ្រប់គ្រងពូជតកូនហ៊ុននឹងឲ្យដឹកនាំរហូតគេនៅគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតឲ្យរហូតទៀតអញ្ចឹងបានថារត់កង់3សោះបានមួយថ្ងៃបានបងប្អូនស្រុកខ្មែរឲ្យជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបានមួយថ្ងៃប្រហែលហើយតា
ແລະរត់កង់3នឹងតាផ្ទះបានបានបានល្អដូចគេទេបាទឬក៏មាន
villa mà rốt con bấy bà bờ tha rốt villa nấu cái villa mà rốt con bấy nhom trong tận nấu đá nhom ô con son tập đá mà để ta dương cho lại đang chân bàn tha bong phun chìa rót mà dương bờ nấu ta chân tiếp tao thay na rồi chụp ra thay na dương ai đọc đây trên pi từ câu bọc chìa trên pi cầm nắp đầy yun cầm rong tao tiếp dương đầm sập hơi của vợ sa đây kia sẽ đầm nào chụp từ từ hàng lấy nhá trong mơ tao về việc đó lại bong phun việc đó từ hàng lấy nhá chân mà tha chầm non là hôn mà này cứ bờ bong phun nấu tận chân tiếp cứ chọc vai màu rót con bay to côn to chào tiếp chọc bà nhầm ở rót cho muối đi bà nhầm ở rót cho muối đi mày mày nhầm khơi nhà comment nè na muối là ôi hào xiên luôn ấy bà đi cả mày hào xiên luôn chứ nhầm trong prap bong ôn tha bờ bong ôn nấu control xiên ông có control cho trong thái chứ đó và đại chúng cuộc nhầm hào và nó cứ cua xong mày bà cua xong rồi nhầm mày khi ông chẳng chơi rùm tách bóng phải xài trong trầm lọc nhân bóng ôn dưỡng khắc gọt cực thà xe nụp miền trầm lọc là o miền trầm lọc mật là o à nâng chấm tự tuốt gọt chỉ ca dô khơi như là bóng ôn dưỡng mà nẹ bần tay xâm rạp nhóm xe nụp gọt miền cầm hóa trai hơn nơi khăn ca đặc nông bà tí cầm hóa đại gọt thư ở khám ai thay lạ châu tự khăn nụp lưng sẵn kìm cầm hóa đại thư ở khám ai dưỡng ca khai tới chìa là bóng khám ai khóm nâng cư đam chanh pi côn dù bài khóc cô là bóng xe nụp nâng ដូច្នេះសម្រាប់ពួកយើងជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសស្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគឺគេមនុស្សទាំងអស់គឺមានឋានៈមានតួនាទីស្មើគ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកចង់និយាយថាពីមុនប្រពៃណីចំនួនទម្លាប់ទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺមានស្ដេចការគ្រប់ស្ដេចតំកល់ស្ដេចប្រៀបដូចជាអតិទេពអីហ្នឹងវាជារឿងបុរាណពីមុនមកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំគឺជាអ្នកបំរើរាជបាទគឺជាអ្នកបំរើរាជហើយបើសិនជាយើងហៅថាជាសម្ដេចតាមឯកការគោរពរបស់បងប្អូនទេព្រោះគាត់ក៏មានចំណុចខ្លះគាត់ដឹងខ្លួនម្ដងម្កាលដែរក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពទង្វើរបស់គាត់គឺខុសរហូតខុសរហូតណាហើយកំហុសរបស់គាត់នេះបើនិយាយចំទៅគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតជាតិធ្ងន់ណាបាទបាត់បង់អាយុជីវិតជាតិធ្ងន់ណាអូបងហៀលយូមកឲ្យជំរឿនថាហៅជំរឿនចូលបងហៀលយូពួកខ្ញុំឥឡូវឃើញមុខបងហៀលយូនឹកឃើញដល់ចម្រៀនឃើញមុខចម្រៀននឹកឃើញមុខបងហៀលយូតាមពិតពីរអ្នកហ្នឹងគួរតែរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនធម៌ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមទៀតថាបងប្អូនអធិស្ឋានផងបើសិនជាពួកយើងមិនអាចហៅសេអនុបានថាជាសម្ដេចទេពេលខ្លះទៅយើងហៅសម្ដេចអញ្ចឹងជួនកាលទៅយើងមិនបានតាំងចិត្តអញ្ចឹងទៅក៏តាមធម្មតាហៅតែឈ្មោះក៏អញ្ចឹងទៅពីព្រោះគាត់មានកំហុសច្រើនមែនបងប្អូនរបបខ្មែរក្រហមគឺកាត់ឡើងដោយសារគាត់បាទរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងដោយសារគាត់យួនវាពុះចែកប្រទេសវាជា2ជា3គឺដើម្បីអូសទាញខ្មែរឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមលេងល្បែងពុះចែកប្រទេសជាមួយវាហើយតាហ្នឹងនៅពេលដែលអាមេរិកជាប្រទេសសេរីជាលោកសេរីចង់ធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងរបបសង្គមរាជនិយមដែលកាលហ្នឹងគាត់នៅកាន់អំណាចហើយពេលហ្នឹងគាត់មានភាពស៊ីចូលមួយគឺគាត់មិនប្រកាសទទួលយកខាងសេរីឬក៏កុម្មុយនីសទេគាត់ថាគាត់នៅអព្យាក្រឹតគំហោអាចំហោអាជាក្រិតរបស់គាត់នឹងវាគ្មានភាពស្មោះត្រង់បងប្អូនគាត់ពោលពាក្យអាជាក្រិតប៉ុន្តែគាត់លួចធ្វើការជាមួយចិនឲ្យចិនផ្ដល់គ្រឿងជំនួយមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមានការមិនពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនអាមេរិកមិនពេញចិត្តនឹងធ្វើឲ្យមានការឆេះសង្គ្រាមក្នុងដែរគឺអាមេរិកគេគ្រាន់តែគេដឹងថាគាត់មានភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងគោលនយោបាយអាជាក្រិតនឹងគេកាត់សម្គាល់គាត់ឃើញមួយហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអាមេរិកក្តៅសង្គ្រាមហ្នឹងដោយសារមិនពេញចិត្តហ្នឹងអាមេរិកជាអ្នកបញ្ឆេះសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរទេគឺសៃអនុគាត់ជាអ្នកបញ្ឆេះសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែជាប់ដៃវាយជាមួយនឹងយួនខាងជើងបាទអាមេរិកគ្រប់គ្រងយួនខាងត្បូងហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយួនខាងជើងដែលដឹកនាំដោយហូជីមិញហ្នឹងណាពេលហ្នឹងឯងដែលសៃអនុគាត់លួចជួយហូជីមិញលួចជួយយួនកុម្មុយនីសដឹកអង្គរទៅឲ្យគេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនត្រឹមតែដឹកអង្គរខ្មែរទៅជួយចិញ្ចឹមទ័ពយួនឲ្យវាយជាមួយអាមេរិកទេថែមទាំងបើកប្រទេសខ្មែរបកុលដីឲ្យខ្មែរបទុកបកុលដីខ្មែរឲ្យទៅហ៊ានយួនយកធ្វើជាកន្លែងអ្នកខ្លួនដើម្បីវាយជាមួយអាមេរិកទៀតកំហុសធ្ងន់ណាបាទកំហុសហ្នឹងហើយដែលអាមេរិកត្រូវវាយត្រូវតម្លាក់ក្របនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដើម្បីដេញយួនចេញពីខ្មែរមិនមែនដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរទេអារបបហ៊ុនសែននេះគឺវានិយាយលៀបពណ៌ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាអាមេរិកតម្លាក់ក្របបែកនៅលើក្បាលខ្មែរក៏ប៉ុន្តែ
vì mình ban để gì bị chết hả Amrit thì lại rock bay đập bay đánh vốn đấy Amrit ở miền bắc bắc luôn chỉ mới khai đi ở miền này mà ở đại miền này Amrit luôn chỉ mới vốn phần tai đời xa xây ở nước quạt gió đây khai từ ao vốn buồn từ ao từ hiên vốn đẹp luôn ban Amrit thì lại rock bay từ lên hiên vốn chòng thì lại chỗ từ trong đây khai chứng cầm ho nữa và toa máu nó bị đại rock bay Amrit thì lại từ lên bị chia rock khai miền crom cái hai tháp châu mà nô công bị chia đã sắp sai thả rồi bỏ đơn nó rồi bỏ ẩm rịch những ai sẽ lạc vô rọt hôm nay nè đại quát bắt bóng tia bắt bóng ảnh dụ chỉ vật sạch nhiệt bóng ôn đời xa thật cọp bay ẩm rịch những quát nghiêng nâng ca rạc miên cầm hấn nghiêng nâng ca ốc tiên ở chỗ quam trô rồi bỏ mai hôm là vây cho mọi người anh ấy cứ chìa cô này dụ bài rồi bỏ dụng đại bàn thuê của lòng má hỏi cứ miên đời xa tiên cầm hô rồi bỏ sạch những ai để thuê ai cao biết rồi bỏ mai hôm nâng để dưới ai chăm tới cứ sầm đắt cuộc nhóm, bê khác nhóm hai sầm đắt, bê khác nhóm hai tài chú mua, bị buộc nhóm quạt ắt sầm đắt nhóm quạt ắt bàn, bấm pin tôi này thì thôi ơi, hôm nay dương miền phía bắc chậm ra nữa thôi chỉ một lúc là hôm nay đấy cứ miên tai cầm hốc, thôi hôm nay bắt bằng mà đong chỉ bị đong chỉ bị xe cầm hốc phải bay tàu la nữa, bà cầm hốc bắt chéo chỉ mới ổn tạm nó còn chưa cầm hốc mới chưa đây. Cầm hoa nó ngay đại thưa là bao hôn sai miên là nai cái hôn mà đau sập sai nưng ba cầm hoa nưng ba chẳng ba nhóm nưng cứ nhóm sầm lấp sầm lấp nhóm cứ nhóm quan trời chỉ mới bằng với sai nưng đây chỉ mới bằng với sai ba chỉ cáp bật bằng phun ba sân chỉ pu chim chua khmer bật bật cọt á vì mà nay là na tôi chui sạc cái mà sầm lấp khmer này nè bây giờ chim chua khmer nhưng tàu nâu chỉ mới khmer tụi bây giờ na đã dựng máy gì sập địa bàn dựng sầm rộng chọc sầm rộng địa bàn nhưng mà robot nông pin nhầm bộ hôn xài mà bộ hôn ta này na thơ ca cho mọi việc cả ok nông pin là dựng chọc channel mình làm còn rồi cả bảy ok đòi xa ta dựng trong một group group thế dựng sọc chặt ở việc mà thơ ca cho mọi cả bất dựng mình trao ở việc thơ chứ à đây dựng trai tp cho phong đấy bộ hôn trong mạc lấy nó nghe trong bắt đầu xe nông mạc lấy nó mình trao ở hôn xài từng dựng trai tp ai cắt tóc đây ai nói thằng ấy nhá, cái đạn to thằng cam mà thôi, ông đã chết nó pin rồi này, giờ bật câu cái này nó cứ pin nó giờ ông đã chết đọt sai, ông đã chết cái miền vị thi đọt sai cho nó phục quy, top mà hàm na chơi tu tiên với pop lốp, yun cái bê cái pop nó hôn sai cái bê pop nó mệt mỏi, đã tàu mà cứ tham mà sập bọ cái pin nó chỉ ăn nói của nó vì cái miền cầm lăng cái miền nên là mai tập tung cái bàn, bắt ta đòi xa hay đây chân mà một hồn cái thà, đòi xa cả thà tục sanh với sai đòi xa việc mới gọi thôi. Bởi sao như trong đó là chất việc bọt chiếc bóng vì trong bàn bọc lại cho mày không bọn nó phê là sọc sọc xe nó sọc chất tập chung cho môi nó sọc chất là tập chung sọc chất rương ấy nó dương miên ông cao ông đã chiếc giảm chiếc nó không thể cảm chí không ai miên dụ anh dụ này nên sẽ nâng ấy dừng ngon hiện tập chung chân hơi tập chung nó sọc chân Việt Nam môi hiện to và người sẽ nụ bọn nó tập chung nó hỏi đã ôi hôn sai thôi chuyện giữa rốt đây thì bị lỗ đó là hôn sai tập đào một lại được là nắng hơi hôn sai tập đào mầm nai phần năng hơi đầu hao ơi hôn sai ơi côn hôm nay mà thôi ca chỉ mới hôn sai nữa thôi ca nó còng kì tiết á kì kì mà tập đào mà năng hơi bao bố ta kinh mới cái mà ta ta rước nó tâm tới nhập chăm vô tha năng chăm cuộc nhau mà bờ sân chia bờ tây năng khai chia chia bờ tây mui đại đà xa thi là nã rò tập lọc một với mà vốn bờ sân chăm mê được no với chăm cắt tô hơi được tha năng ta cuộc bọt chia đây cuộc bọt chia đây chỉ cuộc chăm bờ bọt chia là tăng ngon năng là nam nuôi tại vô sạch trâu cái áo mà xâm lắp mà nó bọt chia được miền chui mà đây chẳng bằng thầy à lâu dương tầm dương tầm lắp mà bịa ra xong thật với mà buồn bởi dương thì dây bị xong thật thiếp cư mình mến mình chạy tha ớt miền tốt tầng xong khang và dốt kia nó kéo xong thật thiếp đi nhưng xong thật thiếp tầng ngọt nhưng xong thật thiếp tầng ớt chức bằng kia tầng cái chơi chân xâm lọc kia cư là vô bài trâu kia ca robot rosi chuyên đồ đó cứ tha miễn sao tập tiếp bằng phone đôi khi mình ai bỏ sai bàn hoặc vài đôi đôi ô thì họ dừng được xả rồi tập riêng bằng phone cái mình đã bị off phone sao tập tiếp bằng tay bật tay cái bằng phone nghe cái luôn nó khớp chết ra hai đây cái ai luôn nó chung thì mang cái ai miễn sao tập tiếp mũi kia mà chụp lại nam miễn ca cú xong nghe group kia tụi mình máu anh đang hay cái thằng sao tập tiếp mình lúc rồi việc chỉ chân làm chỉ chân mình nên sản phẩm phép của việc thức ba ta ở nà chăng với chập cái đạc cốc bằng kra cái cầm riêng cái anh hát sản phẩm đấy bằng bốn chẳng bằng thà bằng bốn chụp chạy bảo tơ à phía ở khuôn sản phẩm phép tiếp trong sắp đạp tơ lần chơi nhà bảo mát nam phía ở khuôn sản phẩm phép nâng và
but nâng ai tới lấy miền ấy thời tiết tiết được ở quận sản phẩm miền bắc thiên bắc gì nhé bắc sầm đấy nhá bắc sầm đấy bà bong chết đà chết xua chết xua bong chết đà thông chết đà chết đà nó lập phu vana đô văn khi mình chưa tha xe nó chạy bọc trần vô nên vụ lập phu mẹ đang non và tê mua thằng muốn là tranh bao cây mệnh mình men mình lộ lộ nôm tam xa tranh bao cây cái bao cho nôm gì thế mà ế bọn chúng ta có xí chỗ ẩm nước xí chỗ số báo cái nào báo cái nào bọn chúng ta ai cho nói những ai chơi đây này mình nước xí chỗ bảo vệ score chỉ là người say mình nước xí chỗ nhưng đọt lại đang non và tê có một loạt môi hay dừng tranh bao cây dừng chụp đang non thế đâu và chụp đang non thế chụp tang khuôn ấy về rẻ sạt ấy tiết đâu bao chi này tha mà nước si châu đang thấy bàn kê tay tang ở miền nghe chi về rẻ sạt và dương giờ chọn tư cái là mong mà nước si châu giờ chọn tới nghe tranh bao kê mà rồi hạt châu môi đây hạt châu đang ở đang ở đấy là ở ở châu đôi xe độ phê chứ nó xe nước châu 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 món á bà tình vậy nó bạc bò nè đại quạt sản phẩm bò thà cả mọi hai chục muôn chân bon ta lấy niềm trăng lấy do cường khai mùi tiệt màu to rừng đang cái bom bôn môn môn đặc khăn khi mà bom bôn từ mưa từ cày bên sau khi được bảo vệ sạc mưa bên ta khăm ai dương quê tình yêu là sập ngày nữa đòi xa vậy bà đòi xa vậy bom bôn không thì ta gọi là con phe ở quân phe. À lấy nhầm lực cho riêng đi mà mùi ai bóng phụ mời tịch mà bà việc bóng phải sai mới là phải nhủ mới kia riệp lọp ra kia riệp lọp thả và thế sẽ được cách thay cầm bông một chôm nâng phiệp chỉ là cho dạng kháng đòi xa tại bật phía rồng chắc nâng cá nòm chô và là tập hóa tập thảo khảo phiệp tích chân công toàn kết hướng sẽ được cách thay thà phải nhiều vậy bự hơn sẽ được cách không ai đặt nón đại bản đất sẽ được cách dễ dàng mạnh hơi mà ta sẽ được cách không ai để đặt nón đại bản đất sẽ được cách nhanh dàng mạnh cả hơi phải cho bọn nhanh dàng mạnh cả hơi nhá nhưng cứ anh kia xây dựng này còn còn là mưa chấm nón chứ cái nhưng còn là mưa chấm nón chứ đấy nhưng trong khu bắt hơi mạch tự an à tập bắt riêng rộp là bỏ bia thạc nón châu chấm nín thao thao bị chân đi mà vậy từ riêng nón châu chấm nín thao thao bị chân nó hóa ngay nó không ai nó ấy kì bà nón châu ấy khá bà nom chỗ chấm linh bị yun lục phu văn đầu văn là khi mình bắt cái người phu tế phần thầy có ta khi mình trở lại khi mình score xem nó ở chấm mình phu khi mình score ở chấm và khi mình cầm trong score chấm đấy phần là khi mình đăng lên từng vơ đã xem nó thôi mà à lẹ ơi tại phụ về cháu bắt cản phụ anh đang cháu nó bị hô bị cháu đó ấy đại ca khi mình bị vô tập bắt đang đám chơi ơi với cháu tử, ơi với cháu tử, với cháu tử dạy lẹ thầm cô là bởi sân dương đâu sông này hay bởi khai kê phẩm cháu thầm phẩm ma tiết về chọc ấy và ta sông mai dương chọc cốc vì tâm trâu về dương sông mai dương vì mình cầm lăng to to lòng kê và đây con hẳn dế thầm phẩm ma tế chọc ấy à nó phụ ả bọc lúc bây giờ xây có việc phẩm ma này xây có việc nhung này cái nhóm trong dây tha dương mà nơi sông này hơi dương ở miền tây để ao bụi nâng sản lọt dương bà đi vì miền tại bụi nâng vì mình hiền to tăng cho bụi dương nơi bờ tây này á tiền pleasure bắp tiền pleasure cầm lắng cứ dương miền sạt sỏi khnì nhâm trăng phạm chẳng bà hỏi sao mình còn cha quạt miền tây ca tha về chuyện ca pra gặp lời chuyện ấy nóng nhâm tâm ta nhâm thế gặp lời chơi pra tăng bị mình lâu mà đo mà nói làm đấy nhỉ và bằng phôn dương này khắc quật đắng ngày pì kho gì nghiệp to nhom đặt camera hơi khơi ba ấy đang cứ khơi miền tây con đang ngồi rùm tầng nhẹ đài pì môn mau lấy rót tay khang kê đang gặp lọt khơi đây mền tơ lông mũi thì anh đang về pì riêng sách pra à bút nơi làm đấy hơi bờ riêng lấy chấp bắp cứ dương miền sách mà khnía hơi dương thua bay cái đó dương cầm ôi còn lốp chấp bắp nơi nông pì tây kì nhưng thưa vậy cứ nhầm rong chạm tại thưa cả tọt tọt thế nhầm mình chỉ nhẹ tờ rò rương ấy cái môn thế tại ở vậy cả đó nhầm rong chạm ở cái
ជាអ្នកចាប់ដើមបានយើងមានសិទ្ធិការពារខ្លួនយើងមានសិទ្ធិខ្លាំងយើងអាចមានសិទ្ធិការពារខ្លួនហើយយើងអត់យើងស្រោចច្បាប់ទៀតបាទយើងធ្វើយើងស្រោចច្បាប់ទៀតអញ្ចឹងមិនថាយើងអត់ឲ្យពួកអីគណៈបពាជនមកសឡុតមកគម្រាមកំហែងបានទេអត់ទេបាទស្គាល់អួរទឹកលឹកតិចពេកហើយចង់មកសឡុតអីចាប់បាយឡៅហ្នឹងហើយចង់ นั่นไงบ่าปานนั้นเองกุมเอาถ้ายิงใหญ่จ้องใหญ่ลักอูดเอออดกายได้จูตรอบอูดแล้วเว้ยบ่าเจ้าเจ้ากาเปิดบ่าวๆเรื่องราวได้ยิงเกิดឡើងក្នុងរយៈពេលគេថា 50 ឆ្នាំនេះក៏ឡាសតវត្សនេះបងប្អូនតាំងពីខ្ញុំកើតមកភ្លាមរត់សង្គ្រាមរហូតដល់ខ្ញុំអាយុ 50 ជាងហើយមិនទាន់បានជន់ទឹកដីខ្មែរវិញផងគឺដោយសារអីបាទបងប្អូនគិតមើល ខ្ញុំសង្ស័យចោលចឹងសង្កេតមិនស្គាល់ស្រុកខ្មែរវិញទេបាទខ្ញុំលេចចង់ទៅពីមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍គិតថាចាស់ទៅអត់ចង់ទៅនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីយើងរីកថាយចង់ទៅមើលស្រុកទេយើងវារីកចម្រើនបើណាបាទឥឡូវខ្មោចមិនបាច់ទៅវាស្រុកខ្មែរវាមិនមែនជារបស់ខ្មែរយើងទៀតទេបាទខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យយល់ចឹងយើងទៅមើលស្រុកខ្មែរឥឡូវតាមពុកសោមផងអាសអចិនពេញហើយឥឡូវថា ជនជាតិយួនរស់នៅពេញតំបន់នឹងលោកសាយួនពេញហ្នឹងតើមានខ្មែរបណ្ដាមកខ្មែររត់ទៅថៃអស់ហើយណាបងប្អូនខ្លាយជនជាតិថៃហើយភ័យ30ឆ្នាំនៅមុខទៀតបើសិនជាថៃឲ្យយល់សាជាតិខ្មែរចូលសាជាតិថៃនៅស្រុកថៃអស់ហើយមានណាចង់ត្រឡប់មកវិញទេបាទអឺអាឡាក់អាឡាក់មកកូនយូរយូរទៅឯណានោះវិញទៅមើលទៅពុកមាន់យូរយូរទៅមុខដែកច្រមុះមិនមើលមើលទៅពុកមាន់បងវិសា អូខេនឹងឥឡូវយើងដឹងថាគាត់មិនខ្លាចអួតដែរមិនអឺនឹងឥឡូវពូបានរវាងគាត់ថាត្រូវហើយបើស្អាចដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទថាខ្ញុំស្គាល់សៀននោមច្បាស់បាទគឺយើងមិនបាច់ចូលស្គាល់ច្បាស់ទេលោកពូយើងគ្រាន់តែទង្វើការដឹកនាំដែលបំផ្លាញខ្មែរយើងដល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកណាតាតាមម្នាក់ហ្នឹងឯងបាទហ៊ុនសែនហ្នឹងមានអំណាចដល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារសៀននោមនេះបាទ ហើយដែលអាមេរិកាំងទៅជួយលន់នល់ពីក្រោយគឺដោយសារតែសៀននោះដូចគ្នាហើយខ្មែរក្រហមកើតឡើងក៏ដោយសារសៀននោះដូចគ្នាគេយើងមើលតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយសៀននោះក៏ពេលដែលបារាំងឲ្យឯករាជ្យភ្លាមក៏ពិតគេមានគណៈបកគេមានយុរដ្ឋមន្ត្រីទៅគេឲ្យសៀននោះក៏គេគ្រាន់តែឲ្យសោយរាជដូចស្ដេចធ្វើដូចជាស្ដេចអង់គ្លេសហ្នឹងតើគេមិនបាច់ឲ្យធ្វើស្អីទេស្ដេចទៅសោយរាជតែជាងទៅ ຕົກឲ្យគេអ្នកដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែឯសេនុដាក់រីតាំងពីដើមមកសេនុមិនស្ដាច់ទេណាបងប្អូនបើយើងអានទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់សេនុមិនស្ដាច់ទេណាសេនុដាក់រីយល់តើដាក់រីរួចហើយឲ្យសេមដាយខ្លួនឯងទេសោយរីឲ្យឪពុកខ្លួនឯងវិញទេស្ដាច់រីវិញសេនុជាគាត់ជាទីរដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនស្ដាច់ទេណាបាទមើលខមមិនអាលក្ខខ្វល់គោខ្លាចកលោកបងវិស័យអីកើតជំងឺលឹះឈាមអី យាយយូរតែលេងស្នាប់និយាយទៅមើលគួយមើលបាទចំណានពុតកណ្ដាលកំអយអ្នកផ្សេងទៀតអស់សង្ឃឹមជាមួយមិនបានជាខ្មែររອບរອບលៀនអ្នកប្រុសចោះចាញ់ខ្ញុំថាពួកគាត់មិនទាន់ព្រមចោះចាញ់ទេគាត់មិនទាន់ដល់ពេលការឈឺចាប់របស់គាត់នឹងវាមិនទាន់ដល់កម្រិតខ្ញុំថាបើសិនជាដល់កម្រិតហ្នឹងគឺគ្មានទ្រាំនៅទេបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាកំពុងតែមានការ ឈឺចាប់ខ្លះៗហើយទីមួយគឺបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់នៅដោយលំបាកវិធានារឿងទីមួយរឿងទីពីរបញ្ហាកັບព្រៃឈើបំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើឲ្យទឹកភ្លៀងមកលិចផ្ទះពួកគាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ជាការក្តៅក្រហាយរបស់ពួកគាត់ដែររឿងទី៣ធ្ងន់ជាងគេនេះគឺដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះហើយបានជាមានយុវជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិគាត់រំលឹកហើយនឹងគាត់ ចេញបណ្ដោះឲ្យនាំគ្នាការពារធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែបែរជាយកពួកគាត់ទាំង 5 នៅទឹកដាក់គុកយ៉ាងអយុធធម៌ជាទីបំផុតអាទាំងអស់នឹងហើយដែលបង្កកំហឹងធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកាន់តែក្តៅក្រហាយកាន់តែខឹងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនមែនពួកគាត់មិនមានការឈឺចាប់ទេមិនមែនឃើញពួកគាត់នៅស្ងៀមនឹងពួកគាត់មិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវមិនដឹងល្អមិនដឹងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់រងចាំមើលថាបើសិនជាមានរឿងមានសញ្ញាអ្វីមួយទៅបន្តិចកើតឡើងពួកគាត់នឹងផ្ទុះឈរក្រោកឡើងជុំគ្ន
cho rùm chỉ mùi năng lực tiền xăm năng tí tầng hai phục tắc phục đây chiên năm bì bọn đọc bay đại quạt tờ lọc từ từ bình tiết nhưng chưa tha tập chặt chăn tệ rộng trăm lục tiền xăm xin nơi tạc lãng được từ mùa mút khăn ông tầm nạc ca đại đất nông tạo cho cổ hôn chi bật xét bắn to đất nông đại khôn mà này nếng cứ thôi ai bộ quạt miền ca mơ khơi chấp bán hạp hiệp áo với chấm miền nâng can ta đòi kiếm sẵn cơm thá khôn mà này nâng ai vô chấm này đăng đại riêng bì bật tế kỳ nâng vô tư đập bay thôi ai ca rộng nơi bà quạt nâng miền thị สถานภาพล้อภาษาที่อดได้คือมีการตากระตึกตึ้งจะแสดงเคยตอบในใจบ่าคือประมาณใครจะมาชนะได้นักน้อมเชียงมาชนะนักน้อมกลองมานั้นคือบังกอลาสักแต่เรื่องชุดจับจังอ๊อกอกญาเบาประอกญาลุ่มเตะลุ่มบ่อไรไอ้พวกกวาดให้มันเทวกาซองซองสำนองบังลุยให้ใบบุญชนะให้มันเมียนเตะไอ้พวกกวาดโจนเลยให้ดังต่อไปอย่างน่ากอกเมียนสำนองสลายบานจำแต่ดัง บ่มันจังแม่นผู้กวดมันดังให้บองไปสายบองปูนต่อคนนี้คณะกุญแจก็มันพักสอลมันดับไปตีปุ่นดับไปจับจังมีในทากวดเข้มคณะในแต่เมียนสังคมทาไปเชื่อไหมกวดขนมจัดกวดปูกันโจรในแต่รองจำเมียนจำนวนนาโมยในกวดเงือบจุ่มคนเดียบานกวดหนังเงือบออกคนนี้ให้ดูชนให้บานจีปุ่นดังไปคลาด ปุ่นนั่งเป็นนายจะคลาดบางไม่ทราบเบียร์วอสตงจัดไปเจอบล็อกไม้ดังบ้านจีปุ่นนั่งเป็นนายจะคลาดเบียร์บัดบัดมันเอาเมียนกันเนี่ยปะปิมบุ้นนั่งต่อเจ็ดบอชนาทจากดาวโรเรืองกันเนี่ยปะเก็บมันตาเลยนี่เอาได้นะก่อนจับบล็อกม้าก่อนจับม้าคือจะไปได้ไปผมพลานตั้งปีตะโบงมาตะมดองให้ส่งไปแต่ยุบจนป่าซานตัวเบียร์โรเรืองได้ปะจังบันทาเบียร์กันจะคลาดจะคลาดจะไปพูดไปดังทาไปเจอบล็อกไม้สับไงนั่งการตรอมหรือว่ากวาดนั่งไปเจ็ดดาวกับน็อตได้ปะ
ពីនឹងគឺការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងយើងឃើញសន្ទុះនៃការចូលរួមគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋឯងបាទជាការពិតដែលហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បន្ថែមរឿងពួកកង់3មិញឃើញបងប្អូនយើងខមមិនមិញអ្នកខ្លះសិនមួយថ្ងៃ4មើលនេះបាទ4មើលដល់ដុល្លារ4មើលរត់ម៉ូតូកង់3ថ្ងៃបាន4មើលមួយខែ ដល់ដុល្លារមួយខែ300ប្រាក់ខែខ្ពស់ណាស់បាទហើយតើកន្ត្រូលគេដឹកនាំប្រទេសតទៀតស្រីប្រកាសក្តែងក្តែងតើប្រជាជនខ្មែរក៏អត់គិតអនាគតក៏ទៅមុខទេក៏ចង់បានតែមួយថ្ងៃ10ម៉ឺនហ្នឹងណាបងប្អូនហើយអ្នកពួករដ្ឋម៉ូតូដប់ដែលចេញមកប្រកាសក្តែងក្តែងហ្នឹងណាតើអត់ទៅដល់អត់ទៅឃើញផ្ទះគេទេសពថ្ងៃហ្នឹងណាបើកឡានកន់ប៉ះគេទីចេញមកសំភះគេលញ័រគេតតគេធាក់អាពួកកង់3ហ្នឹងណាបាទបងប្អូនប៉ះឡានគេ ហើយតើគេមើងងាយប៉ុន្មានប៉ុណ្ណាគេមើងងាយប៉ុណ្ណាហើយបើពួកអញ្ចឹងយូរនេះបើកឡានបុកឲ្យឆ្លើយចុយមកអានោះប៉លីសក៏វាវាយដែរពួកអញ្ចឹងហើយប៉លីសខ្មែរហ្នឹងក៏ខ្លាចគេចុយមកមើលខ្មែរដូចគ្នាវាយវាយគេសបោកគេក្នុងកង់3បើចំពោះចិនវិញអានោះមានរៀនប៉ះគេទេតើបងប្អូនមើលឃើញអាសភាពហ្នឹងតើបងប្អូនឈឺចាប់អីឈឺចិត្តទេយើងជាម្ចាស់ប្រទេសមួយយើងជាម្ចាស់អំណាចប៉ុន្តែយើងមិនស្មើនឹងខ្ញុំចង់និយាយទេប
kê phong à kê chôn chia cào kê máu mình chết tập khmai mà mắt cái bạc lan pin 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 nhập phong pin cái mộc dương hay cái dương sập bẹt sông tô kê tiết cái tàu tọt tọt tàu thẹt thẹt thao bóng phun của con bay nó sẽ bay chết đấy khi chẳng chẳng mà bóng phun hay được tôi còn rồi chứ hay giờ trong ban phim việt thôi trong ban smart phim đấy kia đấy trong ban cái bạc lan dương cả bạc lan này đấy trong chẳng đấy rất cờ có trong ban thả con bay nó đập bên bọc cái tờ giấy bẹt vo cái là cái chặt ló cái ao đâu là cái chặt ló cái ao son cái đâu ai ta chỉ vứt bằng con trong luôn nói chẳng là hốt chẳng mấy cái lúc trong này con trao can nó bật to chứ à ba gà là mò con bay nó bật to tiết này mày mấy đấy bảo một ta cất ở trong cất bị nạ cột điện ta con như cá nó trâu riêng số trẻ đăng trâu miền ca nghe thơ cùng cuộc miền một mọt luôn đâu để sọc bài đôi của tê kế ta trong chân đấy lúc bằng con trong là còn bảy trăm trong xu tờ bằng con sọc mày mới ta còn giăng bách của chảy màu để mà con trò thì con hôn đất non to to cục chiệt nữa đầu mình ta về đó đất non ta ta phân đang ấy bằng phôn đâu mình toàn chạy tiết hay mình về tận niêm đó nó chết hay trong bàn và màn tiền xem dương dương của sol mình thấy bà chị bọt mẹ rước con vợ rước con cái chua loi mau ảnh gì và phân đang kéo bằng màn mới bằng phôn bàn để sau chân mình gì cái bọt bọt đâu ở đồng tệ của này chứ trong chưa tha phụ co tầng ngon đang mình bên mau tầng smart chất bằng màn này phần đời xa ca chấm rung ca lực thực chất ca cầm riêng cầm hay khác cả tinh thực chất là à lối buôn đọc một phê riêng lưng sọc chất màu này dây dân chân á bà
បាទលពូវណ្ណរបស់គាត់គាត់មកចិត្តរៀនសៀននោះទៅចិនកំណត់ដំណាក់នៅចិនទល់សពថ្ងៃហ្នឹងសៀននោះនៅកូរ៉េដំណាក់នៅទីនោះអឺនៅកូរ៉េខាងជើងគេសង់ដំណាក់ស្ដេចមួយឲ្យសៀននោះហើយនៅប្រទេសចិនហ្នឹងក៏គេធ្វើវាំងមួយឲ្យសៀននោះដែរបាទមានវាំងខ្មែរនៅចិនបាទ cho miền nằm nạ nó sập chân đấy sập chân đấy nom pin nhà mai côn nó sập chân đâu không có ai hút xài nó sợi đi dọc của mày bạn đâu thấy mà cái bán thơ ca in đại lộc nên pi pi là con bay đang về chuyển cái phòng thuốc khi mà đang lên bảo bồn xem cất mơ mơ yêu yêu tớ đần đấy tha dương dương cầm bông và bị chăng ca rồi nó sọc rùa bọc kê đấy những dương là bom cất luôn dương coi còn vì chỉ chút mai chứ có trong rùa sờ bài nhưng tôi có rùa chẳng đâu mà tại dương không để dương làm bài vậy anh đi phải chỉ ca sờ bài mà con có trong ban là phần năng còn có trong ban là ca mà ô yêu được đây ô anh rốt tạc con bay đâu còn mình trong bạc này là ô đi tiệc mà đi tiệc bò ngay đi tiệc ôn này còn ở trong hơi chứ nhé còn trong đài chạy mà ô đi tiệc yun tiệc chân anh chưa chưa chân sân chưa chưa hàng yun xì cái tiêu cái sân thế đó mọi người còn trong bàn chứ bằng phôn thì dương mình sẽ bật can pusa đây bằng phôn bàn tay ca luôn đâu ở miền mà kịp này bật tay chiết dương cứ trao tài tất đầy dương dương trâu ta miền nam na dương trâu ta cướp cung tất đầy dương mà đôi dương ruộng nâu xả ro tầm đây dương bằng phôn tuốt bay kì bắp kì ơi miền ca sứt ma phìp kia miền phần tay bờ như vậy trong đó bằng phôn tuốt chút chút bay so kì miền nam na chiêm dương nâu tầm miền nam na chiêm dương tất đầy mà dương còn là chấp phật chừng mà bằng phôn hơi mưa chun chiếc mai dương mà chấp bơ à mấy đằng non về cầu mầm na kia là hơi hơi mà dương miền rừng miền tây thì cái to tăng ngày mới kia à lâu xong bây là cầm hôn đầu khai xây cái bụng thông rốt lại cái giờ cầm hôn yun cầm hôn ạt bam còn bơ à cầm hôn chấm cá đâu ô chấm cá xây bằng hôn cái su sao tại yun luôn đâu ơi yun yun cầm rồi hơi 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 dương chỉ chôn được mai dương chấm cá tăng đấy dương dương mình hiện tại chôn pa là bo cái phong tao cái bánh ngọt cái bay ngọt dương mình to tàng cái phong miền nam linh na chạy mình chui dưới thế phong phun sau hôm mai mà sân thì chân yun bay ngọt hôm mai dưới miền nam hiện kỳ miền nam cái chui với cái mưa bốc cái miền cái miền vào chạm dương đại không tiền vào phun miền trăm đấy à rừng nam môi nó yun yun bay hôm mai nam linh mà bây giờ ta chạm yun đấy phải chạm hôm mai nó bị cái vô tập pe đấy cái ta ôp pe vô phong phun linh đại không tiền tao đứng ngay vào phun trọng chân cái bên đấy ơi à nè để control nó về trong chân ấy bởi sao là miệng yun bay cái bao lên bên ta ta ao con sao là phim nâng mà chui về ớt bà cho vì tệ của đặc mẹ một cái buồn tàn chân nên bị kia cái thà rô tài miên một lúc Atma là dùng đôi à còn bay nâng hai bàn chiếm tịch bài tôi nó chả cà phê có trong ruộng chân mà cái trong ruộng cầu kỳ comment bị hàng YouTube á tập văn á mà quạt thà lục nơi quạt tầm lấy xó chỉ lục cho mà xiết cầm oi bay về chả tiệt sai bay đi khi chia cầm hăng rồi bỏ bom ôn mà chia vào quạt này quạt chi chắc tay nâng cao bình đánh và sang mà ăn chân bị quạt tầm lấy xó nơi khai bắt tầm bóng nói xa tại mua là hết và sang ông nước bàn châu rùm thằng hai là không ca cờ rút bình như là khăn lục được cảm lấy đại chia về rẽ bằng đất khăm ai bàn bầu chia chỉ vật là bạc quạt cái nó không bộc bài địa cá bịch và nó không thành cùng hết được cho này hơi tam vật tư nè đại châu rùm là không ca cờ rút bình như là khăn lục được cảm lấy nè đại châu rùm hay bằng hai bộc mót khăn trên cái hôn sai mà hôn sai chạy đây hôn sai ở chạy đây suy được tìm mọt mấy chết bóng được tìm mọt bật miên bóng nón được ôi bật nô mà chứ trong dây tha chạy đây lúc mà đất kèm lấy đại hôn sai trên lôi ói nó người ta chạy đây hôn sai nó được tìm mọt ôi hại mà chứ nhầm
สงสัยอ่ะฉับๆนั่งเอ็มตั้งเองมันนะแจ็ดได้รบลูกมันจะขายมันได้นั่นคือฮุนไซสังกัดลอยฮุนไซต่างอ่ะมาเอาลอยประมาณเมื่อเนี่ยใบเมื่อเนี่ยโจรวมไอ้นั่งจังไม่แต่เป็นแต่เราของพ่อจับตัวของพ่อคุณไซพ่อเจ้าแต่บางก่อนตอนนี้บนโจรวมต่างหายรวมหลักมีอะไรขันลูกจะขายมันได้ไม่ก็เห็นดอกหน้าปัดดังกวาดจังปีปีปีพวัดให้ดูชนะให้บาดเจ็บพังปุ๊บบอลสัตว์ต่างอ่ะได้ปีจนขมายตูเตียงครบโลกสลังลูกบันดาลแกมไหลคือกิจการตั้งนังกาเทือระบบจากอธิการนั้นจึงชนะอาจนังปุกวัดเทือเปียหิกามันย่อจังหันมันไอแต่ประเคนในวัดนั้นไปพูดว่าไอ้นบัตตะบ้องบ้องไปซ้ายวัดมาโก้นั่งแม่นมีแต่วัดสมัยซอนังมวยนะบ่าจังตรงเวอร์ตรงอ๋อเนื้อสงสัยเนี่ยยิ้มสงสัยเจยิ้มสงสัยแต่ระบบคนใส่นั้นกำปองแต่รีบจำเทือเอาวัดสมัยซอนั้นบัตรมัวเลยมีการจูรุมความโตปีปีเชียบรอดตีมพอดยอดได้วัดลุ่ยยังพลาดยังดัดได้วัดลุ่ยจันเดียบะวัดดำไรซอนั่งเบื่อยังนักร้องบอดจำเรียงบอดหลบตาซนสมมติคือไปรู้ฮักบอดวัดดำไรซอนั่งคือละใบตั้งไปดาวมั้งคือถ้าวัดได้ละสมบูรณ์เนี่ยบุรีนเจดังฉลังเจ็บแสคางศาสนาทั้งคางบัตบองนั่งคือขลังคางบัตบองนั่งคือยังเกิดมาทำไมยังเนี่ยละใบฉลังเจนไปบัตบองอ่ะโดยเจเนี่ยปัดดาลเนี่ยจำเรียงเนี่ยนิปนบอดจำเรียงไอ้สอบใบยางสัจเจนิบัตบองฉลาดนะมาเนี่ยสนาเชี่ยกับเจนิบัตบองฉลาดได้เฮ้ยเนี่ยทำไมก็มาเจนิบัตบองฉลาดดันเลยมาจึงติดอับบางเคยคำบรรบองเจริยันเออก็คำบรรทำไมบองก็คำบรรทาสีรัตนาคนแสนบายหิมไหมติงบายอ่อยง่ายไหมมันคนยิ้มซองเลยครับบายบียูบายอ๋อไม่ถึงเฉยเจ้ากอดยังแล้วบอกเจริยันก็จะคอมเมนต์เยอะบองเจริยันเหมือนกุมเจริธากอดเหมือนตอนเตยนาตีบอกกอดเตยจำกึศโขยอะไรก่อนตอนเตยกุมเจริธาไอ้ล่ะใส่เนี่ยบัตรบองได้คนแซนมันยูเต้เจ็ดดอกเจ๊บองปูน่ะหรือนั่งช้ำชื่อจังได้บองปูยังกอดได้สังคมจังได้ปฏิเสธว่าจะเข้มเชิงบางคนฮอนไซต์ตัดบัตรเป็นเมียนะฮอนไซต์ตีปีที่แล้วบางคนเวียปูเยตมวยเตะเวียตานารวยเตะเธอต่อยังโดว่าระบอบนักบ้านโดว่าขณะป่านังเชิงบ้านมันเตอร์ด้วยจะเมื่อไรดับไปออดไปฮอนไซต์ตั้งบางคนอ่ะฮอนมาได้แต่สาวจึงนั่งเก็บไปปลัวฮอนมาได้ไปตรกะต่อเรื่องกับลางเวียปีปลัวเวียทำไมทำไมเวียทำไมเวียมันบอบไปเศร้าเกย์อัดเซอร์กับรบเวียเกย์ร้อยดำไล่เวียมันเราเป็นนี่วิตรกับการปรากับดับได้ดังใบเอาเกคลาดเวียจะเบิกบางคนสาหาวอย่างนั้นเดียวมันสรุปๆละคำจูปะบอกเวียนั่งเวียเวียบพลายเกอมันเคยบางคนเคยยังกับโรงการคนแสนคือเวียดักบางคนเวียโกนจาวเวียกรุบกันเลยเนาะอะไรกระทรวงสำคัญสำคัญมาโดนสำคัญยังเคยเนี่ยบางคนวิคือดังใบกาปีตลอดคนมาแน่จริงจึงให้มันเชื่อได้คนแสนเต้าก็ไปเอาแต่ย่อยแต่คืออำนาจต่อนักเรียนนักผมมูลพระดมเราผู้ตะโกนคนหนึ่งคนใดเลยบางคนกราบเปียบางคนประกาศเบียบใบเนี่ยนั่งอำนาจกรุกรอนเราติดเทียบบางคนจะเมื่อดับไปตาเฮงเรนต์ตั้งบ้านคือคนมาได้ตั้งหลายเจ็บประเทศกันนะปะโอนตีปีตีใบก็เลยเชี่ยนุประเทศเราไปติดเทียบนั่งโอนเรียนนักพายเจมีตัวประจำประเทศมวยที่คลายตัวจีประเทศประเทศพิเศษจะเมื่อบนเจือกสิคุณสดารียีแปะนั่งเงินเจมอทึกาสิที่ดะคนน่ะตำนางตำนางนะบ่าនិយាយទៅบองวิสาจខ្ញុំចង់រំលឹកអំពីរឿងវត្តសំរីសនឹងតិចហើយមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់អំពីនាវកំឲ្យយកចង្ហាន់ទៅវត្តនឹងទៀតនឹងគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មឆ្លើយតបរឿងមួយទៀតគឺវត្តហ្នឹងគឺជាវត្តបុរាណណាបងមិសាយវត្តតម្រៃសហ្នឹងយ៉ាងល្បីណាស់ហើយតាមពិតទៅវត្តហ្នឹងគឺជាវត្តមួយដែលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺមានតវត្តទេគឺក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺមានវត្តតម្រៃសហ្នឹងជាវត្តបុរាណដូច្នេះវត្តហ្នឹងអ្នកបាត់ដំបងទាំងអស់មិនថាបាត់ដំបងទេបងអ្នកនៅប៉ៃខាងហ្នឹងទាំងអស់ពីមុនខេត្តបាត់ដំបងច្រើនណាធំបទីមានជ័យខេត្តបទីមានជ័យហ្នឹងក៏ជាអតីតខេត្តបាត់ដំបងដែរដែលពីមុនគេហៅស្រុកស្វាយស៊ីសផុនបាទកាលពីជំនាន់មុននឹងគេហៅស្រុកស្វាយស៊ីសផុនប៉ុន្តែក្រោយមកទៅរបបហ៊ុនសែននឹងបំបែកទៅជាខេត្តបទីមានជ័យអីចឹងទៅបាទព្រោះរបបហ៊ុនសែននឹងគឺឡើងមកគឺចូលចិត្តទៅប
ខេត្តឲ្យមានច្រើនប៉ុន្តែទឹកដីវារួញតូចបាទហ្នឹងគឺរបបពីចោលមួយទៀតវាចោលមួយទៀតអញ្ចឹងណាអាទឹកដីកាន់តែរួញតូចប៉ុន្តែអាខេត្តហ្នឹងឈ្មោះខេត្តហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនយីបើអានេះចោលមួយទៀតមែនអឺទេដាលីនិយាយត្រូវបងប្អូនមកខេត្តកំពង់ចាមសុខសឹងវាបីជាពីរមិនបីកំពង់ចាមឯណាទៅមានខេត្តត្បូងឃ្មុំសូដាវាចង់8 ប្រហែលខែទៀតបងប្អូនដោយសារតែមាននាយកអត់ត្រូវគ្នាទីទីវា 8 ទៀតបងប្អូនវា 8 ខែឲ្យច្រើនទៀតទីទៀតស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនទីទៀតមិនចាញ់យួនថៃហ្មងទីទៀតមានចិត្ត 80 ខែទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់មានទេឥឡូវនេះរួញឥឡូវរួញទេអត់មានតែឈ្មោះខែច្រើនវា 8 ខែតែច្រើនដើម្បីដាក់កូនចៅគ្នាវាធ្វើការគ្រប់គ្រងសម្ដាងសម្ដាងឯងបងបិសាចពួកគណៈបកជាជនវាអត់ចាញ់មកអួតក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេច ជំនន់មុនមានតែ9 10 8 10ខេត្រក្រុងហើយសម័យនេះសម្ដេចដឹកនាំបានដល់25ខេត្រក្រុងហើយកុំខ្លាំងសូដាមាន 26 ហើយដល់ទេ26ហើយក្នុងការខ្ញុំរៀនមានតែ8 10ទេបាទហ្នឹងហើយបាទក៏ពីមុនមាន 8 10ទេខ្ញុំចាំមាន 8 10ឥឡូវវាឡើង 26 ខេត្រក្រុងហើយបងប្អូនដូចទៀតបងប្អូនមកហ្នឹងហើយបងបងខ្មែរសាមគ្គីខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឯងបើពទីមានជ័យប៉ៃលិនគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងឯងបងវិស័យក៏ហ្នឹងគាត់នៅខេត្តបាត់ដំបងមួយវាប្រហែលចេញជា3បាត់ហ្នឹងខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីឲ្យមានតំណែងមីអូនមួយសង្សារបងរតនានោះមីអូនមួយអតីតសង្សារបងរតនាហ្នឹងឈ្មោះអីគេម៉ែយ៉ែមស្រីមុំអីហ្នឹងបាទអឺខេត្តប៉ៃលិនខេត្តកែបស្អីខេត្តប្រសិទ្ធនោះខេត្តកែបហ្នឹងចេញពីខេត
ໄດ້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 
ແລະຈຽງເວຈັບດຳ 8 ບາດຕະບອງໂຕຈະ 2 ຂ້າຍຕໍາໄຣສໍ 1 ໂຕ ບາດ